Bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo CEO công ty Điền Quân Bộ Công an vừa chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương, tố cáo ông Đỗ Văn Bửu Điền, CEO công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giải trí Điền Quân, gọi tắt là công ty Điền Quân, có trụ sở tại quận Bình Thạnh, cho Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đề nghị điều tra, xác minh, làm rõ về việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trong và ngoài nước, nhưng chưa công khai, minh bạch đầy đủ về việc giải ngân số tiền từ thiện từ ông Đỗ Văn Bửu Điền. Trong đơn, bà Hằng còn cung cấp một số tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, trên cơ sở quy định của pháp luật, Bộ Công an đã chuyển đơn của bà Hằng cho Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Trước đó trong những buổi livestream trên Facebook cá nhân có lượt người theo dõi khủng, bà Hằng nhiều lần nhắc đến tên Coleman, tức ông Đỗ Văn Bửu Điền. Bà Hằng còn đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh toàn bộ vụ việc liên quan đến công ty này hoạt động từ thiện. Bà Hằng còn đề cập đến công ty Điền Quân tiếp tay cho lừa đảo điển hình là chương trình có sự tham gia của các thành viên tỉnh thất bồng lai hay là thiền am bên bờ vũ trụ. Ngoài ra bà Hằng còn nhắc đến chuyện đời tư và những phát ngôn nhạy cảm đến từ CEO công ty điện quân.